từ khi nhớ dàng phân đời là em từng đêm đang nằm rồi á, không biết quan thiên ngã cho nó bắn trước nè, ở đây nè. Rồi mai bên sông tình chị Diệu sẽ là người nhà, bước chân vô nhà tôi á, con phải bước qua cái lỡ ở lòng này nè. Hiu hiu hoài sầu cô em hạnh phúc khi có lối xưa tình tan dấu buồn thắt theo bên đường như cánh giạc khuya kêu sầu kêu thương. Có bọn có bóng của nhà chồng mà đem về cho mày đẻ nha. Trời ơi tung sáu tầng cân dòng tôi cuộc anh đời bầu. Tôi em xin anh cứu em đi con mộng đang sống người sao đôi ta ân tình vì đâu trơ mặt bối tại sao lại giết tôi người sao qua vô tình mặt dở dang đời. Khóc khóc, khóc cái gì mà khóc chứ. Em cũng biết rồi, anh bận trăm công ngàn việc, chứ đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi ở bên em đâu. Nhưng mà anh là người yêu của em, ít ra trong những ngày em đau ốm anh cũng phải tới lui thăm hỏi chứ. Đằng này anh lại biến mất tiêu, em thật sự không biết ăn nói làm sao với mọi người xung quanh luôn. Em vì những lời đàm tiếu dị nghị của những người xung quanh mà đi kiếm chuyện với anh hả? Yêu em là yêu em, nhưng công việc là công việc, anh phải làm việc, anh phải kiếm tiền, em hiểu không? Hãy nói tới anh á, là anh đem chuyện kiếm tiền ra để biện minh. Anh làm như là anh vất vả để nuôi em vậy. Mấy bữa em bệnh còn có mấy chục ngàn anh cũng lấy luôn, anh đâu có cần biết em sống như thế nào. Em đừng nói vậy mà quan cho anh. Bữa đó thiệt tình anh định lấy tiền đi mua thuốc cho em, nhưng rồi cậu Thái tới, công việc của anh á thì đang gấp, bởi vậy anh mới nhờ cậu Thái chăm sóc em, anh mới yên tâm mà đi làm đó. Từ hôm má em cắt tiền viện trợ tới giờ em không lo được cho anh tiền ăn tiền nhà. Em thấy anh thay đổi hẳn luôn, anh không còn quan tâm em như trước nữa. Loan à, anh cũng phải lo cho cuộc sống của anh nữa chứ. Bây giờ em muốn anh phải làm sao đây? Dọn qua đây á, ở chung với em thì em không chịu, ở bên đó thì anh không đủ tiền thuê, sắp tới anh còn phải trả phòng. Được rồi, chúng ta cưới nhau đi. Cưới nhau rồi chúng ta sẽ được ở gần nhau, anh có điều kiện chăm sóc em nhiều hơn. Anh nói thật lòng không? Nếu không thật lòng tại sao anh muốn chúng ta cưới nhau? Má em không chấp nhận anh, nhưng mà em á thì không có thể sống xa anh. Vậy mình đi đăng ký kết hôn đi anh, rồi mình sống với nhau. Em dám chống lại gia đình sao? Má em nói nếu như mà em không có cắt đứt tình cảm với anh, má sẽ từ em luôn. Bây giờ em chấp nhận làm đứa con bị từ bỏ để sống bên anh. Mình đăng ký kết hôn đi anh. Em không sợ cuộc sống sau này khó khăn vất vả hả? Chỉ cần có anh, em không sợ bất cứ điều gì hết. Loan à, em đừng quá kích động. Cuộc sống sau này không đơn giản như em nghĩ đâu. Bộ anh không muốn mình là vợ chồng hả? Muốn, dĩ nhiên là muốn lắm chứ. Nhưng mà anh không muốn vì anh mà tình cảm giữa em và gia đình bị đổ vỡ. Anh muốn cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ được cả hai bên gia đình ủng hộ, cho nên em phải hết sức bình tĩnh rồi về nhà lựa lời
mà năn nỉ má em nha. Thôi anh xin lỗi mà, đừng có giận anh nữa nha. Anh xin lỗi mà, đừng có giận anh nữa nghe. Tao thì không dám tin đó, cái nhà này quá nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng của tao đó. Tụi bay định biến nó thành nồi cháo heo hay sao vậy? Má ơi má, má tha lỗi cho con nha má. Con xin lỗi má, con biết tội của con nè má ơi. Uổng công tao đã thương yêu tin tưởng mày. Mày thích mày xỏ mũi dắt bà già này đi tới đâu hả? Hả mấy? Dạ má ơi, má tha lỗi cho con đi má. Chẳng qua là tại con buồn quá, con chưa sinh cháu nội cho má. Con sợ là má không thương con như trước nữa. Mày làm cách này để được tao thương sao? Mỹ ơi là Mỹ. Dạ. Mày là đứa khôn ngoan mà, mà sao mày hành động ngu ngốc như vậy? Muốn tao thương á là phải lo dung dán gia đình, có đâu mà làm gia đình xào xáo như vậy hả? Con xin lỗi má, con biết tội của con rồi. Má ơi, má tha lỗi cho con nha má. Má ơi. Vô đây. Cái gì vậy? Cô Út à, nãy giờ nghe những gì cô Út kể, chị có cảm giác người đàn ông này không có thương cô Út thiệt lòng đâu. Nếu thật lòng thương một người nào đó, người ta luôn muốn đem tới cho người mình thương những điều tốt đẹp nhất. Nhưng người đàn ông này lại bắt cô Út phải mang nặng trách nhiệm. Anh ấy vẫn biết cô Út còn đi học, chưa làm gì ra tiền, sao lại bắt cô Út phải lo toan mọi thứ như vậy? Cô nói điều này con đừng giận nghe lo. Thiệt tình á, cô thấy cái thằng ca sĩ đẹp trai kia sao mà nó cứ để cho con đóng tiền nhà cho nó hoài à? Đàn ông gì mà kỳ cục quá. Không, mọi người không hiểu. Anh ấy thương mình thiệt lòng, anh ấy thương mình lắm mà. Nhưng mà anh ấy không cần quan tâm tới mình, không cần biết mình sống bằng gì. Dù biết là má mình đã cắt viện trợ, ngày nào anh ấy cũng mải miết đi làm việc kiếm tiền. Vậy mà lúc mình đau ốm, không cho mình được vài ngàn, và trái lại còn lấy hết luôn tiền của mình. Như vậy là yêu hả? Như vậy là yêu hả? Hào. Dạ. Dạ, bác hay kêu con á. Con về đi. Dạ, con cảm ơn bác hai. Thưa bác hai, con về. Hào. Dạ. Đi về giữ mồm giữ miệng nha. Dạ, em biết rồi. Đẹp mặt chưa? Rồi đây á, chắc cả làng cả xã biết vụ này. Cái gia đình gia giáo như vậy nè, mà tao bao năm cố duy trì, bây giờ tan nát hết rồi. Hả Đạt? Má ơi, má bình tĩnh đi má. Chuyện như vậy mà sao bình tĩnh được? Thôi mà má. Con cái ăn cắp đồ trong nhà, rồi vu oan giá họa cho nhau, loạn hết rồi, loạn hết rồi. Trời ơi, ông ơi, tôi đầu hàng rồi, tôi bất lực rồi. Bắt đầu từ ngày mai, thằng Đạt với thằng Phát, mỗi đứa chịu trách nhiệm một nhà máy riêng biệt. Cuối tháng sẽ tính toán coi nhà máy nào tốt hơn, còn nhà máy nào làm ăn thu nhập không cao
thì tao tống cổ. Mướn người ngoài thế vô. Nghe rõ chưa? Dạ. 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 Kim Mỹ. Dạ. Bỏ tay ra. Sao mày nhìn cái bình hoài vậy? Bể cái chưa đủ hả? Dạ. Muốn đập nữa phải không? Đập thêm thì đem lại đây, bưng lại đây, đập lên đầu tao nè. Má. Lo chuẩn bị giấy tờ sổ sách đâu ra đó. Rồi bàn giao hết cho chị hai mày. Tao không còn tin tưởng vợ chồng bay được nữa. Dạ. Má ơi, con biết tội của con rồi. Con xin má cho con chịu tội liền. Con sẽ cố gắng làm tốt mà má. Đừng có nhiều lời. Tao nói không là không có thay đổi gì hết á. Còn con Diệu. Dạ. Dạ. Tao kêu vợ mày. Dạ má. Chuẩn bị nhận sổ sách giấy tờ từ con Mỹ. Rồi coi kiểm tra lại cho đàng hoàng. Từ nay á, má giao mọi việc lại cho con. Dạ má ơi, thím ba làm việc đã quen rồi. Xin má cho thím ba tiếp tục làm việc đi. Con đâu biết gì đâu mà quản lý. Dạ, má, đúng rồi đó má. Con sẽ làm việc thật tốt, má hãy tin con đi má. Tao đã nói mày bỏ cái tay ra. Dạ. Cái bình. Diệu, con học tới lớp mấy rồi? Dạ, con chỉ học dở dang tới lớp 9 thôi à. Ừ, vậy thì được rồi. Má chỉ biết đọc biết viết thôi. Mà quản lý được cái cơ ngơi này mấy chục năm rồi. Con là dâu trưởng trong nhà, giao quyền quản lý cho con là đúng rồi. Cứ làm đi. Nếu không biết cái gì thì má chỉ biểu. Không có sợ cái gì hết á. Dạ, nhưng mà không có nhân nhị gì hết trơn. Ôi, á má nói vậy rồi thì có sai thì má chịu cho. Anh, hồi sáng này tao đi một vòng quanh chợ, tao không biết lấy cái gì mà che mặt lại cho được. Má quên đem nón hả má? Tao đang nói chuyện với thằng Đạt nghe. Mày nợ nần quán xá lung tung. Trời ơi, tao thất vọng vì mày quá Đạt ơi. Lần này tao cắn răng trả dứt nợ cho mày. Nếu mày vẫn tiếp tục gây nợ thì tao coi như mày không phải, mày không phải là con tao nữa. Mày nghe rõ chưa Đạt? Dạ. Mày nhớ đó. Con, nín đi, nín đi con. Con mà khóc hoài á, làm cho má rối lên hết trơn nè. Chứ bây giờ má biểu con làm sao đây? Giao hết giấy tờ sổ sách cho nó thì làm sao đủ giấy tờ mà giao? Má chồng con mà biết được á, bà không có tha cho con đâu. Vợ chồng con về lúc đó mà mặt sứng hả hê. Con à, cái gì con cũng phải bình tĩnh. Bình tĩnh lên thì mình mới tìm cách giải quyết được. Khóc lóc sùm vậy chỉ làm rối thêm lên thôi. Bây giờ con hết cách rồi đó. Lần này là con chết chắc rồi. Má nghĩ cách đi. Hay là bây giờ, bây giờ má con mình bỏ trốn đi. Được không má? Con á, con đừng có hoảng sợ như vậy. Còn nước thì còn tát. Mọi chuyện đâu có đến nỗi như con suy nghĩ mà con sợ vậy đâu. Trời ơi, con không biết phải làm sao nữa. Con ơi, má biết. Má biết là má làm khổ con rồi. Bây giờ con phải làm sao đây? Má nói đi. Chứ bây giờ con không suy nghĩ được cái gì hết. Bây giờ trước tiên là con phải giữ bình tĩnh. Người ta thấy con hoảng sợ thất thần như vậy, bà già đó thế nào mà cũng nghi ngờ. Con à, phải giữ bình tĩnh, phải thật là bình tĩnh nghe chưa? Phải bình tĩnh. Đúng rồi, con phải giữ bình tĩnh. Đúng rồi đó con. Rồi sau đó con tìm cách kéo dài thời gian bàn giao. Má hy vọng con sẽ qua mặt con Diệu. Nào giờ nó chỉ quen với lao động chân tay nặng nhọc, có biết gì ba cái chuyện giấy tờ sổ sách gì đâu. Nghe con ha. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Đứng dậy, mày làm gì vậy? Mày chẳng mới đứng tao hả? Mày phải thông cảm với tao chứ. Ông phải con biết hết chuyện rồi thì làm sao chứ không được. Tao nói rồi, ai hỏi gì á thì mày cũng được có khai. Có vậy mày cũng không làm được. Tao không làm được. Với ông thì có thể được, nhưng mà ông nhắc lên công an thì làm sao mà được.
Mày là người trong nhà, bất quá má mày chửi mày một trận thôi. Còn tao hả? Vợ con tao, gia đình tao nữa, thì làm sao bảo vệ mày được? Mày đúng là chó. Nè, tao nhìn mày hết nổi rồi nha mày. Tao đã giải thích hết lời với mày rồi, mà mày còn không chịu là sao? Từ hôm nay tao không có thằng bạn như mày. Tao mà chịu chơi với mày hả là may lắm rồi nha con. Chuyện tiền bạc sao rồi anh? Anh nói rồi, phải cho anh thời gian. Anh làm em lo quá à. Nhưng mà biết sao được, em biết trông chờ vô anh đó thôi á. Xuân Đào à, tương lai của em cũng là tương lai của anh mà, anh không lo sao được. Nhưng mà em yên tâm đi, nếu phi vụ này của anh thành công á, có khi còn vượt xa số tiền mà mình mong ước nữa đó. Anh làm em tò mò chết đi được. Mà phi vụ gì vậy? Anh nói cho em nghe được không? Bí mật. Khi nào mà thành công rồi á, anh sẽ nói cho em biết. Ghét quá. Nhưng mà tiền tháng này của em đâu rồi? Anh không quên trách nhiệm đâu. Em cầm đi. Cảm ơn anh nha. Ghét anh quá à. Vậy theo lời khoe khoang của cô ca sĩ đó, đúng là sự thật. Anh chàng này chính là người chu cấp tiền mỗi tháng cho cổ. Có phải quán cà phê này là nơi mà Thọ thường xuyên hẹn hò với nhau phải không? Ừ, theo như tôi tìm hiểu thì đúng là như vậy. À, có một món quà này cho anh. Cảm ơn ông nhiều lắm. Nếu có tin gì mới á thì ông báo liền cho tôi biết. Được thôi. Vậy ông, tôi đã làm xe lốc hôm, cũng thú vị thiệt. Thì ráng giúp giùm túi đi. Ủa má. Má, má vô nhà ngồi đi. Sao má biết chỗ con mà lên vậy? Dạ, để con rót nước cho má uống. Con mời má uống nước. Sắp xếp đồ đạc, theo má về nhà liền. Má ơi, má nhắc với con lại lần nữa, đi vô thu dọn lại đồ đạc rồi theo má về nhà liền. Má ơi, má thương con đi mà. Má thương con đi. Bởi thương con, má mới lặn lội lên tận đây để bắt con về với má. Gần đây con có rợi kiến không con? Con nhìn lại mình đi, ốm yếu xanh xao, mà tại làm sao con lại phải như vậy hả con? Đi về với má đi, con sẽ được ăn sung mặc sướng. Con muốn cái gì được cái nấy mà. Đi về liền. Má ơi, nhưng mà việc học của con còn dở dang lắm. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi à má. Dẹp hết, không có học hành gì nữa hết. Về nhà má nuôi, con đâu có chết đói đâu mà con sợ. Má ơi, con xin má mà, má để cho con học tiếp đi. Con không về quê được đâu má ơi. Con không về quê, sống trên này còn ăn uống như vậy đó hả? Cuộc sống như vậy mà con cũng sống được sao? Hả Loan? Má ơi. Nè Loan, con nói thiệt cho má biết đi. Có phải con đã thất thân với thằng Đéo đó rồi phải không? Má ơi, không có. Không có đâu mà má. Vậy con nói thiệt đi. Má hỏi con lần nữa nè, con với thằng đó đã ăn ở với nhau chưa? Má, không có đâu. Tụi con chưa có vượt quá giới hạn. Má tin con đi mà má. Thôi được rồi, đứng lên đi, lại đó ngồi nói chuyện đàng hoàng cho má nghe. Đứng lên. Trời.
em hả? Đi đâu đó? Ngồi, ngồi, ngồi. Anh nói với em rồi, là em giặt đồ trong nhà, anh sẽ xách nước cho em, đúng không? Em hiểu ý anh đó, nhưng mà em không nghe lời anh. Ở trong nhà má không hiểu ý anh, nhưng mà má nghe lời anh. Em rủ con Mực theo làm cái gì? Con Mực không biết xách nước. Thôi, chi cho mất công, em ra ngoài đó giặt thoải mái hơn. Ở ngoài đó cái ao sâu lắm. Em có phải con nít đâu mà anh dặn hoài à? Tại anh lo cho em. Thôi được rồi, để đó cho em. Anh giúp em được mà. À, mà sáng nay má đi đâu sớm lắm. Má có nói với anh là má đi đâu không? Không, má tự tiện lắm, muốn làm gì làm à. Không có bao giờ nói cho anh biết hết á. Má tụng kinh thấy không có ổn rồi, bây giờ má đi chùa cầu an. Chắc là má buồn nhiều lắm. Chuyện của Út chưa xong, giờ tới chuyện của anh với chú ba. Em thương má quá. Diệu, em không giận má anh hả? Má anh hay la em á, em không giận hả? Đó là vì má chưa hiểu được em. Anh hiểu em được rồi. À, anh có biết má thích ăn món gì nhất không? Để má về em nấu cho má ăn. Má thích ăn chè hột sen lắm á. Vậy hả? Hả? Vậy để chút nữa em nấu cho má. Đây anh. Diệu. Dạ. Còn cái chuyện này quan trọng lắm. Chuyện gì? Chuyện sổ sách á. Em có biết làm không? Em không, em lo lắm. Em cũng không biết là em có làm được mấy chuyện đó không nữa. Nhưng mà má đã quyết vậy rồi, em không có dám cãi. Không có sao hết á. Bây giờ em không biết thì em hỏi má. Mai mốt Út Loan về chơi á thì em hỏi Út Loan. Rồi khi nào anh rảnh rảnh á thì em hỏi anh, đúng không? Xong rồi anh không biết gì luôn. Em cứ từ từ học hỏi. Nếu mà em học nhiều quá không vô được á thì anh sẽ học phụ em. Dạ. Ý, bé Lộc nó khóc. Để em chạy vô với con. Em đi vô đi, đi vô đi, để em phải đột. Đi 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 đi. Rồi, Lộc dậy rồi. Mực, đi vô nhà nè. Mực. Má ơi, tụi con thương nhau thiệt lòng. Con xin má đừng có chia rẽ tụi con. Con nói nó thương con thiệt lòng. Vậy thì từ hồi nó thương con tới giờ, con được cái gì? Con nói cho má nghe coi. Dạ con. Con không nói được chứ gì. Vậy má hỏi con câu khác. Từ ngày quen nó, con đã mất những gì? Má đừng có hỏi khó con như vậy mà. Má đã nói rồi, thương đứa nào á thì phải coi trước ngó sau, coi gia thế nhà nó ra sao cái đã. Sao thiếu gì người con không thương, tự nhiên con đâm đầu vô chỗ đó vậy? Hôm nay má tìm đến tận đây nè là để nói rõ với con. Dòng vàng nữ trang má sắm cho con đâu? Dạ. Hả? Dạ con đem cất rồi má. Đem hết ra đây cho má. Dạ, dạ để chi vậy má? Má biểu đem hết ra đây. Còn cái gì đâu nữa mà đem ra, đúng không? Má nghi đâu là có đó mà. Con nhìn lại đi, một phân vàng dính da cũng không còn, bị nó lột sạch rồi phải không? Trời ơi là trời, sao tôi đẻ ra đám con ngu ngốc quá vậy trời. Má ơi, anh ấy không phải người xấu, chỉ tại hoàn cảnh hiện nay của ảnh. Tao không cần biết. Thu xếp đồ đạc đi về. Đi về. Má ơi, con mới về được đâu, con còn đi học nữa. Bây giờ má hỏi lại lần nữa, có chịu theo má về nhà hay không? Má. Được. Vậy thì từ hôm nay mày đừng bao giờ bước chân vô nhà tao nữa. Má.
Tao không có đứa con gái như mày. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ, mẹ ơi, tha tội cho con. Má ơi, má ơi, má, má ơi, con sắc thuốc xong rồi, má ra uống đi má. Má ơi, má. Má nghe rồi. Ôi giời. Ôi giời. Dạ thuốc nè má. Để lên bàn đi chút má uống. Dạ. Má. Dạ. Thuốc còn đang nóng, má uống luôn cho tốt đi má. Để đó đi chút má uống. Má thấy trong người sao rồi? Có cần con đi mua thuốc tây về cho má uống, cho má hết bệnh không? Không cần đâu, má thấy mệt, má cần nghỉ ngơi. Dạ, con có nấu chè hột sen, con múc lên cho má ăn nha. Thôi con. Dạ. Đừng có múc. Bây giờ cho má ăn vàng á, má nuốt cũng không trôi đâu. Con xin má, má đừng có quá buồn phiền, như vậy có hại cho sức khỏe lắm. Mọi người trong nhà đều rất hối hận, xin má tha lỗi cho tụi con. Má đừng có buồn nữa nha má. Tại cái số của má cực khổ vậy đó con. Mấy chục năm thờ chồng nuôi con, tới tuổi già tưởng đâu được hưởng phước, vậy mà thiệt là con với cái. Má ơi, tụi con ai cũng thương má. Tụi con có lỗi, má cứ rầy la đi, tụi con sẽ sửa. Anh Phát, chú Đạt và cô Út. Đừng có nhắc tới con đó. Dạ. Má không có đứa con gái như nó. Sao Thái biết Lan ở đây vậy? Hồi chiều nay không thấy Lan tới lớp. Về nhà thì khóa cửa. Với lại gặp anh Hiệp đi một mình. Thái kiếm loanh quanh mấy chỗ mà Lan thường tới. Lan lại có chuyện gì không vui đúng không? Lan đang tự hỏi mình là Lan làm vậy đúng hay sai. Sáng nay má lên trên này tìm Lan. Ủa? Chuyện gì mà bắt hai lên tận tới đây? Bây giờ má bắt Loan phải theo má về. Lần đầu tiên trong đời Loan làm cho má buồn tới như vậy. Bây giờ Loan ân hận quá Thái ơi. Loan không biết phải làm như thế nào cho đúng nữa. Loan không thể nào bỏ học theo má về quê trong lúc này được. Về chuyện của anh Hiệp phải không? Mà bác hai phải lo lắng đúng không? Má Loan không hiểu anh ấy. Cả Thái, Thái cũng không hiểu anh ấy nữa. Vậy bây giờ Loan có chắc là bản thân mình hiểu rõ về anh ấy không? Sao Thái lại hỏi Loan câu đó? Tất nhiên là Loan phải hiểu rõ, cho nên Loan mới yêu ảnh chứ. Thái thì không nghĩ như vậy. Trong suy nghĩ của Thái, Loan đang bị những cái bên ngoài của anh Hiệp hấp dẫn. Loan đã bị choáng váng với cái dần hào quang
mà anh Hiệp đã tự khoác lên người, đến nỗi Loan không còn biết trắng đen là gì. Thái, khoan đã Loan. Loan hãy nghe Thái nói một lần này thôi, rồi sau đó Loan muốn chửi Thái như thế nào cũng được. Thái sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện riêng tư của Loan nữa, được không Loan? Loan là một cô gái thông minh, có hiểu biết. Sao không thử một lần đặt mình vào vị trí khác để nhìn vào mối quan hệ đó bằng một cái nhìn khách quan hơn? Thái không tin là trong một thời gian dài như vậy mà Loan không nhìn ra được gì hết. Hay là Loan cố tình tìm mọi cách để biện minh che đậy? Loan tự gạt bản thân mình, đang tự cưỡi ám thị, Loan có biết không? Lần cuối cùng Thái mong Loan thức tỉnh trước khi mọi chuyện không còn cứu vãn được nữa. Bây giờ Loan thức tỉnh vẫn còn kịp để hàn gắn những đổ vỡ trong gia đình. Thái có cái này cho Loan xem nè. Nhìn mặt Loan Thái biết được, biết được lời biện minh mà Loan sẽ nói. Có sao đâu, chân nghệ sĩ mà, sống thoáng thoải mái vậy mới được. Lại chuyện gì nữa đây? Anh nói thiệt cho em biết đi, mối quan hệ giữa anh và cô ca sĩ Xuân Đào là gì? Em đang hỏi cùng anh à? Không, nhưng mà em đang muốn nghe câu trả lời thật nhất của anh. Em lẩm cẩm rồi sao? Anh nhớ trước đây đã có lần anh giải thích với em rồi mà. Xuân Đào là em họ của anh, em không tin anh hả? Em rất là muốn tin anh. À, hay là vậy đi, em cũng rất thích được làm quen với các ca sĩ, hay là anh dẫn em tới gặp em họ của anh đi. Em sao vậy? Em nghi ngờ anh điều gì? À, anh biết rồi, cậu bạn đồng hương của em đã nhồi vào đầu óc của em những ý nghĩ đen tối đúng không? Không đâu, em nói cho anh biết, sáng hôm nay má đã chính thức từ bỏ em rồi. Bây giờ em chỉ còn có mỗi mình anh thôi. Em rất muốn được làm quen với những người trong gia đình của anh. Hay là chủ nhật này anh đưa em về nhà anh ra mắt ba má anh nha. Được không anh? Hôm nay em bị sao vậy? Anh đã nói rồi, anh không muốn vì anh mà tình cảm giữa má con em bị rạn nứt. Anh không muốn đám cưới của tụi mình chỉ có một phía của nhà trai. Anh đừng có lo, má em sẽ có mặt mà. Chỉ có điều má em sẽ tước hết quyền thừa kế của em. Em sẽ tay không mà tới với anh. Cái gì? Anh sao vậy? Không phải trước đây anh đã từng nói là anh sẽ bù đắp cho em nếu như hai chúng ta là vợ chồng hả? Bộ anh quên rồi sao? Anh không có quên. Nhưng Loan à, em đừng có trẻ con như vậy nữa. Việc em cần làm bây giờ là về năn nỉ má em kìa. Khi nào má em vui vẻ bằng lòng, hay ít ra cũng phải cho em một chút của hồi môn chứ. Em đừng có nghĩ sai anh. Anh không phải vì của hồi môn đó, nhưng điều đó chứng tỏ má vẫn còn thương và lo cho em. Bây giờ chúng ta sẽ về nhà thưa chuyện với ba má anh trước, biết đâu ba má anh sẽ thuyết phục được má em. Cái đó thôi, cái đó để anh tính lại đã. Vậy chủ nhật tuần tới mình về nhà anh nha. Thôi chết rồi, tới giờ anh phải đi dạy kèm cho người ta. Bây giờ để anh về chuẩn bị, có gì chuyện đó tính sau nha. Anh đi nha. Anh Hiệp. Em à, em sao vậy? Từ lúc vô đây á, em cứ im lặng vậy hoài à. Anh thấy có bất công cho em không? Em là con dâu được cưới hỏi đàng hoàng, sao phải lép vế chứ một đứa xách giỏ theo không chứ? Em nói ai vậy? Mợ hai hả? Chứ còn ai nữa? Ủa, anh thấy mợ hai cũng tốt mà.
Mợ vừa hiền lành nè, vừa xinh đẹp nữa. Sao em không thích mợ hai vậy? Cái gì? Anh bị tôi thích con nhỏ đó đó hả? Còn khoe. Tôi thề là tôi sẽ không đổi trời chung với nó. Vậy mà nó lại dát cái mặt nó chui vô cái nhà này để sống chung với tôi nữa chứ. Nghĩ con có tức không chứ? Thôi mà em, người ta nói á, một điều nhịn á là chín điều lành mà. Kệ nó đi, chỉ cần á em sống vui vẻ là được rồi. Anh biết cái gì mà anh nói? Nhìn cái bản mặt của nó là tôi không thể nào mà sống vui vẻ nổi rồi. Nhưng mà dù gì anh thấy á, hai người cũng là hai chị em bạn dâu rồi, không nhìn nhau đâu có được đâu. Nhất định là được, nhất định là sẽ được. Nhất định tôi sẽ nghĩ ra một cách. Tôi sẽ làm con Diệu phải ẵm con bước ra khỏi nhà này tôi mới hả dạ. Nhưng mà muốn làm được điều đó thì anh phải giúp em. Ờ, giúp. Nhưng mà anh giúp em chuyện gì? Làm chuyện này nè. Lần tới đây là có ý gì? Có gì đâu à. Bên này rảnh rỗi, muốn mời Loan đi uống nước vậy thôi. Thái đang giấu Loan chuyện gì đúng không? Thái, nói cho Loan biết đi, có chuyện gì vậy? Được rồi, đằng nào thì Loan cũng sẽ biết. Thái xin được nói trước, để Loan chuẩn bị tinh thần. Là chuyện gì? Đây là nơi mà anh Hiệp và cô ca sĩ Xuân Đào họ thường hay lui tới đây. Nghĩa là Thái muốn Loan nhìn thấy tận mắt hả? Những gì mà bấy lâu nay Loan cố tình né tránh. Loan à, không phải Thái muốn thấy Loan đau lòng, nhưng thà đau một lần rồi cắt bỏ, chứ cái ôm ấp cái ôm nhọc đó hoài rồi thành ung thư đó, Loan có biết không? Có lẽ Loan nghĩ Thái làm chuyện này là vì ghen tức, nhưng mà không sao. Chỉ cần thấy Loan được vui vẻ thì Loan nghĩ như thế nào về Thái cũng được hết. Loan xin lỗi vì đã có những lời không hay với Thái. Loan hiểu tấm lòng của Thái mà. Tại sao Thái phải chửi Loan? Tại vì Loan có mắt mà như mù, có tai mà như điếc. Bao nhiêu lần Thái khuyên càng nhắc nhở, Loan chẳng những không thèm nghe mà còn kinh ghét Thái nữa. Loan thiệt là... Khi yêu ai cũng mù quáng, chứ đâu phải mình Loan đâu. Bây giờ phải làm sao đây? Loan phải làm sao đây hả Thái? Loan thật sự không biết mình phải làm sao hả? Bây giờ Loan đang rối lắm. Loan không biết phải làm gì, Loan không biết phải nói gì, đối diện sao với con người hai mặt đó nữa. Loan hãy hành động theo lý trí của mình. Thái giúp Loan nhìn rõ vấn đề, còn giải quyết như thế nào là do Loan quyết định. Loan biết mình phải làm gì rồi. Một lần nữa Loan cảm ơn Thái nha. Mình là bạn bè, sao phải nói hai tiếng cảm ơn, nghe nó xa lạ quá. Thái à, Loan xin lỗi. Coi kìa, hết cảm ơn rồi xin lỗi, khách sáo quá đi à.
Loan cứ tưởng tượng mà coi. Nếu viên đá ném xuống mặt nước sẽ làm mặt nước xao động. Nhưng rồi không lâu sau, viên đá sẽ chìm sâu dưới lòng sông, mặt nước lại yên ả trở lại như chưa từng có gì xảy ra. Những tổn thương hiện nay của Loan rồi cũng sẽ lành lặn như vậy. Loan đừng lo. Loan ơi, anh về rồi nè. Loan à, có gì ăn không em? Cho anh ăn với, anh đói bụng quá à. Xin lỗi Loan, em hết tiền rồi. Em không thể nào tiếp tục lo cho anh ăn được nữa. Anh đi tìm chỗ khác mà ăn đi. Em sao vậy? Vẫn chưa hết giận anh nữa à? Anh nói rồi, từ từ, đâu cần gấp gáp về nhà anh làm gì. Xin lỗi, em nghĩ kỹ rồi, em sẽ không đòi anh dẫn em về nhà nữa. Thôi mà, anh sẽ đưa em về, nhưng mà không phải lúc này. Lúc này công việc của anh bận quá à. Thôi, anh đừng có đóng kịch nữa. Hạ màn đi. Em nói vậy là sao? Là tôi đã nhìn thấy bộ mặt thật của anh. Cho dù bây giờ anh có nói gì tôi cũng không tin đâu. Loan, em... Suốt một thời gian qua tôi giống như là một con ngốc trước mặt anh. Anh nói gì tôi cũng tin. Tin cả những điều hết sức vô lý. Tôi đã vì anh mà làm những chuyện có lỗi với gia đình, với má của tôi. Vì tin lời anh, rốt cuộc tôi đã cố gắng chạy đôn chạy đáo để lo tiền cho má anh mổ. Nhưng mà sự thật, má anh đã chết từ năm trước rồi. Trời, em nghe lời ai nói bậy vậy? Anh nói Xuân Đào là em họ của anh hả? Đúng rồi. Tôi đã từng tin như vậy. Nhưng bây giờ thì tôi đã rõ mối quan hệ giữa hai người là gì. Loan à, em... Anh còn tính lừa tôi tới khi nào nữa? Bây giờ tôi không còn gì để anh lợi dụng đâu. Hạ màn đi. Được thôi, hạ màn thì hạ màn. Vở diễn này cũng không còn gì hấp dẫn nữa rồi. Đồ khốn nạn. Nè, ăn nói cho cẩn thận nha. Cô phải biết cảm ơn tôi, cô em à. Nếu tôi thật sự khốn nạn như cô em vừa nói, thì liệu ngày hôm nay cô còn giữ được cái ngàn vàng của mình không? Anh, đi, đi ra khỏi nhà tôi liền. Đừng bao giờ để cho tôi nhìn thấy cái mặt khốn nạn của anh nữa. Giữa tôi với anh từ ngày hôm nay chấm hết. Anh đi đi, đi. Được, anh sẽ đi. Nhưng mà anh nói cho em biết, giữa chúng ta vẫn chưa chấm hết đâu. Đi đi, biến đi, đi nhanh lên. Anh sẽ còn trở lại đó. Chào em. Em đẹp quá. Cô Út mới có thể nuôi sống lại được.
bên đời. Em nghĩ là má đồng ý không? Đúng. Trước đây chị đã khuyên em, mà em không có chịu nghe. Em đã còn ghét chị, tại vì chị không ủng hộ em với người đàn ông đó. Tìm nhau bên đời. Vậy là người đó dùng những tấm hình để đe dọa cô Út, không cho cô Út rời xa hả? Là không có đâu chị ơi. Đâu? Hắn biết là không còn lợi dụng gì được em nữa, cho nên đâu có giữ em lại làm gì. Thì tao nói xong rồi, bây giờ tao gặp xuống mày á. Anh ơi, anh ơi, mày là mẹ. Bình tĩnh lại đi mà. Mày là mẹ.